chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, với sức mạnh hủy diệt của UAE như đã thể hiện vào tối ngày hôm qua trên sân vận động Zabil khi làm gỏi một Malaysia có thừa cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam không còn cách nào khác là phải thắng cả hai đội tuyển Indonesia và Malaysia ở hai lượt trận kế tiếp để chờ đến trận chung kết của bảng G với đội chủ nhà. Trước khi mà lượt 7 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra, giới chuyên môn nhận định rằng chỉ cần đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia, hòa Malaysia rồi tiếp tục hòa UAE là có thể đoạt vé đi tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại nếu như hai đội Việt Nam và UAE cùng có 16 điểm. Nhưng xin được nhắc lại là trường hợp tuyển UAE và Việt Nam cùng có 16 điểm là UAE thắng tiếp Thái Lan, thắng Indonesia và hòa Việt Nam. Còn Việt Nam thì thắng Indonesia, hòa Malaysia và hòa UAE. Thế nhưng sau 7 lượt, UAE đã chứng tỏ sức mạnh hủy diệt khi thắng Malaysia tới 4-0 để nâng tổng số bàn thắng bại của họ lên dương 8. Trong khi đó thì tuyển Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng bại là dương 4. Vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh hiệu số với UAE khi mà hai đội đồng điểm. Mà theo như cách xếp hạng của FIFA thì sẽ tính hiệu số bàn thắng bại trước rồi mới tính đến tổng số bàn thắng và đối đầu. Cho nên ở tình thế UAE quá mạnh, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia vào ngày 7 tháng 6 tới đây, thắng Malaysia vào ngày 11 tháng 6 để trận cuối cùng tung toàn hỏa lực để đá hòa với UAE. Lúc đó thì Việt Nam sẽ đoạt ngôi đầu bảng G với 18 điểm, giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Nhiệm vụ này không phải là không thể thực hiện được với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Qua trận đấu với tuyển UAE đêm qua ngày 3 tháng 6, có thể thấy rằng đội tuyển Malaysia đã lộ ra nhiều nhược điểm, cho nên tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại được đối thủ này. Do huấn luyện viên Tan Chen Ho chưa thể kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ nhập tịch, các cầu thủ có gốc gác Malaysia sống ở châu Âu và các cầu thủ bản địa, cho nên Malaysia đã chơi thiếu gắn kết, không có được sức mạnh đoàn kết như trước đây. Nhiều cầu thủ Malaysia lâu nay không thi đấu đã mất cảm giác bóng, cho nên chỉ cần tận dụng tốt cơ hội thì đội tuyển Việt Nam có thể giành được chiến thắng. Thắng được tuyển Indonesia và Malaysia, lúc này thì Việt Nam có được 17 điểm, cho nên ở trận cuối cùng tung toàn lực với chiến thuật hợp lý để kiếm một điểm trước UAE thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Ở cuộc họp báo sau trận đấu ngày hôm qua, huấn luyện viên Tan Chen Ho của Malaysia đã cho rằng các học trò của ông sẽ trở lại và trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam dù vừa mới đại bại 0-4 trước UAE. Trận thua trước đội tuyển UAE đã khiến cho Malaysia gặp vô vàn khó khăn trong mục tiêu đi tiếp ở vòng loại World Cup. Chắc chắn là đội bóng đất Mã chỉ còn mơ màng một cơ hội mong manh để đi tiếp nếu như toàn thắng ở cả hai lượt trận còn lại, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 6. Sau thất bại tan tác trước UAE, huấn luyện viên Tan Chen Ho vẫn cố gắng tỏ ra hết sức lạc quan. Ông cho rằng là học trò của mình sẽ trở lại ở trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Việt Nam, và khoảng thời gian một tuần là quá đủ để cho đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho mục tiêu 3 điểm trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, tôi tin rằng các cầu thủ của tôi vẫn còn đang rất quyết tâm cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn một tuần để chuẩn bị cho trận đấu này. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ xác định lại những điểm mạnh và điểm yếu của toàn đội, đặc biệt là nỗ lực trong các buổi tập để hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực trước đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng tin rằng là đội tuyển Việt Nam đã phân tích về trận đấu mới nhất của chúng tôi và họ cũng là một đội mạnh ở vòng loại lần này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Huấn luyện viên Tan Chen Ho cho rằng là các học trò của ông đã gặp vấn đề ở khâu phòng ngự lẫn yếu tố tâm lý cho nên mới dẫn đến thất bại thảm hại nói trên. Dù vậy, vị thuyền trưởng của đội bóng đất Mã lại nhắc lại niềm tin vào sự trở lại khi gặp đội tuyển Việt Nam. Tôi chắc chắn rằng là nhiều cầu thủ sẽ cảm thấy thất vọng vì trận thua này, nhưng dù sao thì họ cũng đã cố gắng hết sức. Sau tất cả, chúng tôi biết rằng đội tuyển UAE lần này là một tập thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Họ thực sự rất khác biệt so với các trận đấu trước. Chúng tôi đã thất bại trước UAE, nhưng hy vọng rằng trận thua này sẽ giúp cho chúng tôi rút ra được những bài học để cải thiện điểm yếu của mình. Chúng tôi sẽ trở lại ở trận đấu tiếp theo bằng một bộ mặt hoàn toàn khác. Liệu rằng là huấn luyện viên Tan Chen Ho có làm được không khi mà mấy tháng chuẩn bị vừa qua còn chẳng nên cơm cháo gì, huống hồ là vỏn vẹn có một tuần trước khi gặp đội tuyển Việt Nam. Trận thua tan tác của bầy hổ Mã Lai trước chủ nhà UAE không chỉ cho thấy sự thất bại của thế trận toàn diện cả về mặt kỹ chiến thuật cũng như là lối đá của từng vị trí ở trên sân, mà còn là cách sử dụng cầu thủ nhập tịch không hiệu quả của huấn luyện viên Tan Chen Ho. Cả hai đội bóng UAE và Malaysia đều có mặt nhiều cầu thủ nhập tịch cho giai đoạn quyết định của vòng loại World Cup 2022, nhưng trong khi đội tuyển UAE chiêu mộ cầu thủ chất lượng từng chơi bóng ở tại Brazil,
thì đội bóng của thầy trò ông Tan Chien Ho lại có mặt nhiều cầu thủ gốc Mã thi đấu ở tại các đội bóng nước ngoài trở về để phục vụ cho đội tuyển quốc gia lại chưa đáp ứng được như là mong đợi. Đáng nói nhất đó là thảm họa mang tên Dieng Johan Chaikuns, cầu thủ vốn sở trường thi đấu ở vai trò hậu vệ cánh hay là tiền vệ, thậm chí là đã từng dự Champions League, song lại là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua muối mặt trước đội tuyển UAE. Anh chơi rất sơ hở, chỉ huy hàng phòng ngự kém, lóng ngóng trong bẫy việt vị và thiếu tốc độ khi mà bị ngửi khói chân sút Ali Makhao bên phía UAE. Ngoài ra, hai chân sút khác của Malaysia là Lirirol Krasniqi, Guilherme de Paula cũng trở nên vô hại khi thi đấu thiếu gắn bó, không có sự bùng nổ và có sức hủy diệt như là Quảng Bá, làm cho tuyển Malaysia trông chênh và lép vế trước đội chủ nhà. Thật ra thì chủ trương nhập tịch kêu gọi những tài năng có gốc gác từ nước ngoài trở về để thi đấu cho quê hương, để nâng tầm sức mạnh không phải là sai. Nhưng việc họ sử dụng như thế nào thì trong quá trình hòa nhập là chưa có, chưa tạo được sự ăn ý trong tập luyện và thi đấu cùng với các đồng đội bản xứ mới chính là vấn đề. Bởi cách chọn người và sắp xếp vị trí đội hình của ông Tan Chien Ho ở trận thua đội tuyển UAE khi đặt quá nhiều lòng tin vào những nhân tố mới này chưa thật là chính xác, khiến cho họ lóng ngóng hoặc là chưa phát huy đúng khả năng tốt nhất của mình. Đó là chưa kể lợi bất cập hại khi các vị trí đầy kinh nghiệm trước đây từng đóng góp cho đội tuyển như là Talaha hay là tác giả của bàn thắng mở tỷ số ở lượt trận lượt đi, đó là Siafit Binamat, bây giờ lại bị đẩy lên ghế dự bị. Ông Tan Chien Ho đã vắt chanh bỏ vỏ khi lẽ ra họ phải có mặt từ đầu bởi vì chính họ mới là những người truyền cảm hứng và tạo sự nhịp nhàng trong lối chơi ở trên sân. Nhưng bỏ họ ra để lấy chỗ cho những nhân tố nhập tịch cũng đồng nghĩa là tuyển Malaysia đã tự làm suy yếu chính mình. Bài học sử dụng cầu thủ từ phía Malaysia thiết nghĩ là vẫn rất nóng hổi cho chính sách dụng binh như dụng mộc của bất cứ nhà cầm quân nào. Không phải bất cứ cái gì mới và có chất ngoại sẽ là tốt hơn nội nếu như không biết sử dụng một cách phù hợp. Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam lại rất giỏi trong khâu tuyển chọn nhân sự cho đội hình thi đấu ở mỗi trận và với từng đối thủ khác nhau tùy theo đẳng cấp, phong độ của cầu thủ đội nhà cũng như là bên phía đội hình đối thủ. Ông biết nhặt sỏi và mài ngọc khi yêu cầu các cầu thủ phải thật đa năng khi đá được ít nhất là hai vị trí ở trên sân theo sơ đồ chiến thuật và đảm bảo được thể lực để tuân thủ triển khai một cách hiệu quả nhất. Đối với thầy Park thì cái mác cầu thủ ngoại kiều không làm ông khao khát đến mức mù quáng nếu như cầu thủ đó chưa thể hòa nhập và phong độ cùng với đẳng cấp chưa thể hiện được sự ăn ý và vượt trội so với các đồng đội cũng như là anh ta chưa trải qua quá trình rèn luyện và thi đấu lâu năm gắn bó cùng với đội tuyển. Việc trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đó là giải quyết tốt trận đấu với Indonesia để lấy được 3 điểm đầu tiên. Ngày hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với trợ lý Lee Yong-jin đã đích thân dự khán trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia, một trong hai trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 thi đấu tập trung ở tại UAE. Ông Park cử các trợ lý khác đi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển UAE trên sân Jabil. Huấn luyện viên Tan Chien Ho và đội bóng đến từ Đông Nam Á đã ngã ngựa trước đối thủ chủ nhà mà ở cuộc đua khốc liệt giành vé đi tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển nào giành được 3 điểm cũng sẽ đẩy đối thủ của mình rời xa ngôi nhất bảng G. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thu được những điều còn hơn cả mong đợi trong trận đấu giữa Indonesia và tuyển Thái Lan. Ông quyết định chọn trận đấu này để theo dõi bởi vì muốn biết chính xác huấn luyện viên đồng hương Shin Tae-yong sẽ làm được gì cho đội tuyển Indonesia, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ gặp vào ngày 7 tháng 6. Lối chơi của đội tuyển Indonesia trước một đội hình không phải là mạnh nhất của Thái Lan đã phơi bày cả điểm yếu cũng như là bộc lộ vài nét tích cực. Điều đó sẽ giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có được những tính toán phù hợp cho cuộc đối đầu ít ngày tới đây. Thực tế diễn tiến ở trên sân, đội tuyển Indonesia không phải là quá mạnh, nhưng họ lại ghi được hai bàn thắng từ sự mất tập trung của hàng thủ đội tuyển Thái Lan để rồi qua đó cầm chân được bầy voi chiến. Trận hòa với đội Indonesia đã đẩy Thái Lan rơi vào thế bất lợi khi muốn giành ngôi vị đầu bảng từ tay đội tuyển Việt Nam. Bởi lúc này thì đội Thái Lan đã kém thầy trò ông Park 2 điểm nhưng lại đá nhiều hơn một trận. Vào ngày 7 tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia, trong khi tuyển Thái Lan thì đấu với đội UAE. Trước một đội bóng Tây Á có phong độ cao như hiện tại, khả năng đội Thái Lan giành được 3 điểm là rất thấp. Như vậy, nếu như đội tuyển Việt Nam đảm bảo điều kiện là thắng được Indonesia, thì khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam khi ấy với tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục được nâng lên thành 5 điểm. Nên nhớ là đội Thái Lan chỉ còn đúng một trận đấu nữa với Malaysia vào ngày 15 tháng 6, do đó họ sẽ không còn cơ hội để tranh được ngôi đầu bảng với đội tuyển Việt Nam. Nếu như bảng G có diễn tiến như vừa mới nói trên, thì đội tuyển Việt Nam có thể tự tin loại thêm đội tuyển Thái Lan ra khỏi cuộc đua. Ông Park đương nhiên là cũng muốn các học trò của mình tạo ra khoảng cách với đội Malaysia, sao cho càng an toàn càng tốt. Lúc này giống như đội Thái Lan, đội Malaysia đã đá nhiều hơn Việt Nam một trận, nhưng lại kém 2 điểm.
Vì thế nếu như đội Việt Nam thắng đội Indonesia ở lượt đấu tới thì khoảng cách giữa hai đội cũng nâng lên thành 5 điểm. Khi đó thì ngay cả khi đối đầu trực tiếp và thắng đội tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 rồi thắng cả đội Thái Lan sau đó thì đội Malaysia cũng không thể có cơ hội để giành được ngôi nhất bảng. Với ông Park, đội tuyển Việt Nam rõ ràng là cần phải có một chiến thắng trước đội tuyển Indonesia để đảm bảo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng này. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.